Quạt. Hello anh em, lại là mình, Gà Tổng đây. Phải nói đây là lần đầu tiên mà mình sử dụng chi tiết một em điện thoại chỉ ở nhà anh em. Cho nên nó cũng đã ảnh hưởng đôi chút về cái quá trình mà mình sử dụng em Oppo Reno 6G 5G này so với trước đây thì nó hơi khác hơn đi một tí. Nhưng mà thôi, dù sao đi vào phần chi tiết đánh giá, mình sẽ chia sẻ cho anh em nhiều hơn về quá trình mà mình sử dụng em này, nó có những cái điểm gì tốt và chưa tốt về em Oppo Reno 6G 5G nhá. Nhưng mà dù sao thì đây sẽ là một chiếc máy mình sẽ nói là rất đáng mua cho anh em Gen Z đấy. Ok, let's go. Rồi, điểm đầu tiên mình sẽ muốn nói ngay với anh em đó chính là về phần màn hình của em Reno 6G 5G này. Bởi vì mình thường xuyên dùng nó để giải trí, đặc biệt là về xem phim. Điểm cộng như anh em biết đó, thì nó sẽ có tấm nền là AMOLED này, đúng không? Cho chất lượng màu sắc, đặc biệt là màu đen hiển thị rất là sâu, độ tương phản tốt nên là xem phim chắc chắn nó sẽ rất là thích rồi. Cái này thì ai cũng biết. Nhưng mà ngoài những cái đó ra nha, thì cái quan trọng nhất mà mình cũng cần nhất ở cái màn hình của con Reno 6G này đó chính là nó đạt chuẩn Netflix HD. Tức là mình có thể coi ở độ phân giải cao nhất ở cái gói premium trên Netflix của mình. Xem như vậy nó mới sướng anh em ạ. Ngoài xem phim á, thì mình dùng cơ bản màn hình của nó thì cũng có một cái độ sáng rất là tốt nha. Mình thường có thói quen là ra ngoài ban công ngồi bấm điện thoại vào mỗi buổi sáng các kiểu, để chủ yếu là update tin tức hàng ngày này, xem comment của các anh em trên YouTube, TikTok các thứ. Độ sáng cao nên là mọi thứ mình nhìn trên màn hình đều rất là rõ ràng. Phần tay bên trong màn hình của máy thì cũng hoạt động rất là tốt. Trong gần như mọi trường hợp thì mình đều có thể mở được khá là nhanh. Nếu so với Reno 6 thì bên tay của em Reno 6G 5G này thì nó sẽ chậm hơn một tí. Tuy nhiên chỉ có một cái điểm trừ nhỏ màn hình là phần cầm của nó hơi dày, gần như là không có khác biệt gì so với Reno 5. Cũng như là nó lại không có tần số quét cao 90Hz nên là sẽ bị giảm đi cái độ sướng của mình một chút. Nên anh em nào mà muốn cầm rồi cũng như là viền mỏng rồi có màn hình tần số quét 90Hz các kiểu ấy, thì anh em nên mua con Reno 6 nha. Rồi, để tiếp theo đó chính là về hiệu năng nha. Nhưng mà trước hết với cái tác vụ cơ bản đi, thì mình thấy là Dimensity 800U ở trên con này á, thì cơ bản là làm tốt bấm mở ứng dụng này, hay là chuyển đổi qua lại này, lướt Facebook các kiểu này thì nó mượt là điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà cái quan trọng hơn mình khá thích ở con chip Dimensity 800U này đó chính là nó có hỗ trợ 5G. Mình lắp sim 5G vào thì dùng hoàn toàn là ổn định luôn, nhận sóng 5G sử dụng ngon lành luôn. Còn về gaming á, thì mình chơi khá nhiều, hay đúng hơn là nhiều nhất đi, mình chơi PUBG và Top Chiến. Cả hai con game này thì mình đều bật được max setting mà máy cho phép nha. Chiến dài ở trong khoảng hơn 30 phút thì hai con game này đều có cái độ ổn định mình thấy là khá tốt. Đôi khi có vài pha kiểu dịch lag do mình lái xe lô trong game PUBG thôi. Nhiệt độ khi chơi game thì mình cũng thấy là nó chỉ ở mức ấm lên thôi. Nên nhìn chung, thời gian cày game cho em này thì mình cũng không có gì để phàn nàn cả. Độ ổn định của Dimensity á, cụ thể là con Dimensity 800U bây giờ thì nó cũng không thua kém gì với Snapdragon đâu. Cho nên anh em cứ yên tâm mà chiến game nha. Rồi, giải trí nhiều rồi. Cái tiếp theo chúng ta phải nói đó chính là về pin đúng không? Đó, pin con này thì gần như là mình dùng ở nhà không, cho nên chắc chắn là mình cũng khá quan tâm về pin. Bởi vì gần như á, mình cầm nó lên là mình toàn lướt TikTok này, mình xem phim trên Netflix này và mình chơi game này. Đấy, nói chung là mình toàn giải trí trên em này thôi. Nên là em Reno 6G này á, trung bình cái thời gian on stream mà mình đạt được thì nó sẽ là nằm ở mức trên dưới 6 tiếng. Đây là cái mức on stream mà mình thấy có thể coi là ngon với một em máy chỉ mỏng 7.9mm và pin cũng chỉ có 4.300mAh thôi. Còn với sạc á, thì nó có sạc nhanh VOOC 2.0 công suất là 30W này. Mình thường cắm sạc lúc mà máy chỉ còn 10-15% thôi. Sạc đầy 100% thì cũng chỉ mất đâu đó gần 1 tiếng thôi, khá là nhanh đấy chứ. Rồi, điểm cuối cùng đó chính là về camera. Thực sự phải nói là thời điểm bây giờ rất khó để mình đi ra ngoài để chụp chuyện một cái gì đó đặc biệt ở trên camera của em Reno 6G 5G này lắm. Nhưng mà có thể coi cũng khá là may mắn, mình được đi ra ngoài để mua lương thực trong một vài lần thì mình cũng có chụp nhanh qua một vài tấm. Thì ở đây anh em có thể thấy, nhìn chung đủ sáng thì em Reno 6G này làm quá tốt rồi. Camera chính 64MP chụp cho chi tiết ngon này, ngay cái giải dạy sáng của nó cũng làm tốt. Mình chụp ngược sáng thì anh em có thể thấy là chi tiết vùng sáng, vùng tối để được tái tạo lại nè. Đôi khi là vùng tối nó sẽ hơi non một tí thôi. Đấy, cơ màng trắng của máy thì hoạt động cũng rất là tốt. Mặc dù không có cảm biến nhiệt độ màu như là Reno 6, nhưng được như thế này thì anh em thấy là cũng rất ok rồi đúng không? Đó, ngay cả camera selfie cũng vậy, cài da mịn màng tự nhiên này. Đặc biệt là có thêm cái tính năng gọi là tính năng bokeh flare á, cũng giúp cho mấy cái tấm hình gọi là selfie của mình nhìn nó lung linh hơn. Mình đánh giá cái tính năng này của Oppo làm tốt, nhận diện chủ thể, nguồn sáng để làm bokeh thì rất là đẹp luôn. Anh em Gen Z có thể sống ảo với cái này là cực kỳ hay luôn nha. Đấy, còn chụp thiếu sáng thì mình thấy là máy vẫn có noise thôi, nhưng mà bật chụp đêm lên là nó sẽ ok ngay, nên là anh em cứ tận dụng cái tính năng chụp đêm này để đi chụp cho tốt nha. À, còn một cái điểm nữa đó chính là về thiết kế của em này, thì cơ bản là thiết kế của nó mình thấy là anh em nhìn qua cũng biết rõ đúng không? Mặt lưng là cái điểm nhấn chính của em Reno 6G này, hiệu ứng Reno Glow thì cực kỳ là đẹp, cực kỳ phù hợp với những người dùng trẻ luôn. Cầm nắm thì em này mình thấy làm tốt, sử dụng một tay thì rất là dễ chịu, thoải mái, nên là mình thấy nam hay nữ gì á đều sử dụng được tốt cả thôi.
ok, anh em có thấy sao về Oppo Reno 6 5G? Thật sự mà nói thì mình thấy đây là một con máy kiểu tuy không phải là mạnh nhất về một điểm gì đó ở trong phân khúc mức giá, nhưng mà đây là một chiếc máy rất là hài hòa để cho những bạn trẻ kiểu cần một cái gì đó thì nó cũng có. Chẳng hạn như là một thiết kế rất là đẹp nè, đấy, một cái camera chụp tốt này, hiệu năng ngon này, nó cũng như sạc nhanh các thứ nữa. À, anh em thấy sao? Thì đây là phần bình luận phía dưới video nha. Tất cả đó đừng quên nhấn like, share và subscribe channel GZ là Gà Tổng. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Peace.